Tin giáo sứ Búng, lễ Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng khu 1, giáo sứ Búng. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2018, tại giáo sứ Búng đã diễn ra thánh lễ Đức Mẹ Sầu Bi và cũng là bổn mạng của các anh chị em khu 1 thuộc giáo sứ Búng. Trước đó, các anh chị em đã chuẩn bị trang hoàng đài Đức Mẹ xinh tươi, nhưng điều quan trọng hơn, mọi người đã dọn tâm hồn thật xuất sắc để tham dự thánh lễ. Sau thánh lễ chiều, cha sở Simon Nguyễn Văn Thu đã đến dự, cùng bà con khu xóm thắp hương và đọc kinh tại đài sốt sắng. Các anh chị em cùng nhìn lên mẹ trong tâm tình yêu mến, cậy trông và biết ơn. Từ trên cao, ánh mẹ nhìn hiền hòa trìu mến, khiến buổi chiều mưa bay bỗng trở nên ấm áp. Những lời nguyện thì thầm trên môi, xin mẹ giúp mỗi người thêm can trường trong cuộc sống. Với tâm tình yêu mến thánh giá Chúa, để mọi người biết noi theo gương nhân đức của mẹ trong khiêm nhường và vâng phục, biết sống xứng đáng hơn, một ngày kia sẽ cùng mẹ chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa trên thiên quốc.